Đồ gỗ buổi Tuấn xin chào các bác nhé. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023. Và trong clip buổi tối ngày hôm nay thì đơn vị bên em xin được gửi tới các bác một bộ ba cụ Tam Đa Phúc Lộc Thọ cũ, lối cổ, hàng tàu, hàng răng tây các bác nhé. Và ba cụ này thì em vừa siêu tầm được về xong cũng như là phục vụ cái yêu cầu của một vài bác khách hàng hỏi có nhu cầu thì những cái bộ uh, ba cụ tam đa như này thì em cũng đã từng bán đi phải chừng một độ uh, hơn chục bộ rồi. Đấy thì uh, do cách đây ch hơn chục hôm trước thì các bác có hỏi thì là em hết hàng thì lay em mới về được là do bên tàu là uh, đang ngập lụt đấy thì uh, thời điểm này thì em mới về được để em uh, gửi tới các bác nhé và các bác có nhu cầu hỏi thì các bác nếu mà uh, chưa sưu tầm được bộ nào thì các bác có thể uh, theo dõi chi tiết uh, bộ này để em vừa về và mẫu ba cụ tam đa này thì được rất là nhiều các bác khách hàng yêu quý để các bác rất là thích vì là do là mẫu này thì phải nói là khuôn mặt diện rất là thần thái các bác nhé và kích thước của ba cụ này là cao là 72 ngang là 30 sâu là 23 các bác nhé và tất cả nó được làm thủ công bằng tay đấy đốt than các bạn đây là không phải là là là, là làm bằng máy móc dập khuôn đâu ạ, toàn là làm thủ công và đốt than than củi các bác nhá, cho nên lên, lên, lên men màu rất là đẹp và từ gấm này, từ thần thái này, phải nói là cực kỳ là tuyệt vời và ba cụ này thì các bác kê sẽ mang lại rất là nhiều tài lộc như cụ phúc đây, à, ý nghĩa là con cháu đầy nhà có phúc, đấy có có phần và cụ lộc thì là mang lại là tiền tài là danh vọng sự nghiệp cho các bác và cụ thọ thì uh, mang lại là sức khỏe, đấy phải nói là sống lâu các bác nào mà yêu quý các bác có thể là xem qua à, ba cụ này nhá. Đây. Đây là cụ Phúc các bác xem này. Tất cả là làm thủ công vẽ đắp bằng tay đây những bông hoa hồng này, mũ này, đấy. À, vẽ những bông hoa này, những cái à, đường à, gấm này đấy, rất là đẹp. Đấy, khuôn mặt đây, dầu, mắt, à, mồm đây, mũi, phải nói là rất là thần thái các bác nhá. Đây và một cậu bé tiểu đồng đây. Đấy. Và dưới được vẽ gấm rất là chi tiết và tỉ mỉ và dáng dáng đứng là tàu bay Đấy, lối cổ và đây là cụ lồng các bác xem là các bác quan sát là cái cái men ấy cái men rất là già nó bóng nó trong các bác nhá cho nên các bác lâu à, không bao giờ sợ nó bị à, mất màu Đấy, cho nên là các bác yên tâm đây à, mũ đây thì hai con rồng à, trầu hai con rồng uh, trầu ngọc này Đấy, vàng này vẽ vàng nhá à, khuôn mặt phải nói là rất là đẹp và có hồn và đây là thanh gậy như ý và tức uh, các cái bàn tay đây được làm ra phải nói là như thật luôn. Đấy, các cái đường họa tiết hoa văn ở dưới tà áo phải nói là chi tiết tỉ mỉ. Và đây sang đây là cụ thọ, Đấy, cụ thọ các bác xem này ạ. Tượng thì phải nói là quan trọng nhất là cái thần thái, cái hồn, để người nghệ nhân người ta thổi hồn vào à, khuôn mặt, Đấy, các bác xem này ạ. Dầu bạc phơ luôn từ các cái chi tiết quả đào, tất cả mọi thứ thì các bác tự xem và các bác đánh giá nhé. Và một cậu uh, tiểu đồng này cũng như vậy đây em quay này phải nói là y hệt như thật luôn Đấy, những uh, bác nào mà chơi thực sự mà các bác chơi kỹ nhá à, các bác uh, xem mà các bác lưu ý cái bộ uh, tam đa này và ba cụ tam đa này thì em giao lưu bán cho các bác là giá là 28 triệu các bác nhá Đấy, các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 083 626 từ quý 9 hoặc là 0985 230 888 nhé. Thì do là À, hơn chục hôm mới về được thì uh, đấy là do là có một chút khúc mắc là bên kia là bị ngập lụt âm ra là hôm nay em mới về được và các bác hết sức thông cảm nhé. đấy, và các bác uh, hãy ủng hộ kênh uh, của bên em để uh, có thể là liên tục theo dõi cập nhật những clip em đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất và cảm ơn uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những clip sau